Xin chào MC và khán giả đang xem cảm sáng của VTV3. Hôm nay mình mang đến trường quay một món pancake với cái hương vị của hoa bưởi. Hoa bưởi thì cuối mùa rồi, và ngày hôm nay thì đầu bếp của chúng ta sẽ giúp lưu giữ hương hoa bưởi một cách thật là ngon miệng trong món bánh pancake mà anh ấy sẽ giới thiệu với quý vị khán giả của Cà Phê Sáng. Cái món này thì sẽ rất nhanh thôi, sẽ phù hợp cho các bữa ăn sáng. Vâng. Thì ở đây mình có nguyên liệu là bột mì, vâng, đường, trứng gà rồi hai quả. Vâng. Yes. Đây là đường thì tí nữa mình sẽ đường bột đấy và bột nở đây, muối, bơ chảy và sữa và dâu, chút dâu tây để cho tăng thêm cái màu sắc cho món ăn. Bây giờ mình sẽ cùng bắt đầu làm nhé. MC có thể hỗ trợ giúp chúng mình chọn từng nguyên liệu vào. Đầu tiên là bột thì mình cần phải dây qua để cho nó không bị vón cục. Rồi. Khéo lắm, bởi vì khi mà bánh mời anh lên mấy lần rồi. Anh xác nhận là rất khéo cái này. Khi mà làm bánh pancake ấy thì một trong những cái yêu cầu rất là quan trọng đấy là cái phần bánh, vỏ bánh nó phải rất là mịn. Thế cho nên là mình sẽ đây gọi là rây bột từ từ thôi. Chứ còn nếu mà đổ ngay vàng thì nó sẽ rất là dễ vón. Còn cái phần trứng thì MC có thể giúp đây, mình tôi dùng cái diện luôn nhé. Đánh lên tôi gì gọi là bác trứng cái gì? Bác trứng. Nghe thế này thì quen rồi. Ok. Anh cẩn thận nhá, hai quả trứng là cũng không phải đơn giản đâu đấy. Được rồi, trời ơi, còn bây giờ thì mình cho hết các nguyên liệu khô lại vào và trừ trứng và sữa và bơ chảy. Vâng. Mình sẽ cho vào sau. Đây là đường cát. Vâng, đường cát. Khéo chứ. Bởi vì là phải làm cái món này một cách rất là chỉnh chu, không là bột nở. Bột nở. Baking powder. Này anh không phân biệt được bột nở với đường bột. Chắc anh sẽ phải nếm thử. Nếm thử anh. Vâng. Đây là một chút muối để cho cái vị bánh nó sẽ đậm đà. Vâng. Và mình trộn cái bột khô lên. Sau đấy là mình cho trộn đều bột khô. Sau đấy là mình sẽ cho sữa vào. Vâng, sữa tươi không đường. Sữa tươi không đường. Cho sữa trong làm bánh thì dùng sữa tươi không đường. Vâng. Đó. Anh bình thông thông cảm mà tôi hay hỏi những câu mà có vẻ hơi gần cơ. Cô phải hóc để cho sáng mình đã bộ được hoặc làm việc một chút. Thì đến là anh nghe đầu bếp hôm nay có vẻ nhàn nhở. Anh nghe mình làm nhiều quá, không giống như mọi lần. Chương trình nào hai MC lao động nhiều thế này. Tí nữa mình sẽ thưởng thức cái tác phẩm của mình nó sẽ tuyệt vời hơn. Ok. Và sau đấy thì anh cho trứng vào đây. 1,5 quả trứng và anh bớt lại một chút thôi. Vâng. Ok, tuyệt vời anh. Wow. Đây là cái hỗn hợp. Thưa quý vị, nhà máy sản xuất bánh của chúng tôi đang thực hiện với một cái tốc lực rất là nhanh trong khoảng thời gian 6 đến 7 phút của Cà Phê Sáng. Cái thời lượng này món bánh sẽ hiện ra và quý vị chắc chắn sẽ được thưởng thức một bánh rất là thơm. Trong khi MC đang quấy cái bột bánh thì mình sẽ giới thiệu qua về cái syrup hương hoa bưởi. Như các bạn cũng thấy là mình đã có đun một chút syrup với gồm có đường, nước và một chút tinh dầu hoa bưởi. Cái máy của anh nó rượu nghệ nhỉ, trông rất hay. Đây là cái máy trộn sốt và nó sẽ hỗ trợ mình làm nóng cái sốt này lên. Và mình sẽ cho vào cái máy này một chút, khoảng 5 bông hoa bưởi. Nhưng mà cái nước vàng vàng kia của anh là nó gồm cái gì rồi? Gồm có tinh dầu hoa bưởi, một đường và 2, nước. Nước cả 3. Một chút mật ong anh. Vâng ạ. Là cái syrup. Thì bây giờ em sẽ cho cái hoa bưởi này vào. Nếu như mà các bạn mà không có thể tự làm được tinh dầu hoa bưởi thì có thể đến các cái hàng bánh kẹo truyền thống ấy. Là ngay từ cái thời điểm này là họ đã bắt đầu chưng cất tinh dầu rồi. Và mình sẽ vặn cái máy này lên để cho nó đảo cái, nó sẽ tự động đảo cái nước syrup này. Và nó sẽ... Cái việc anh cho thêm vài bông kia chỉ là ví dụ thôi hay là... Em sẽ đun chưng cất cái nước này trong khoảng thời gian khoảng 40 phút. Vâng. 30 phút đến 40 phút để nó ra hết cái tinh dầu hoa bưởi. Với một cái lượng nước như thế thì lượng em sẽ đun cạn xuống, sau 40 phút nó sẽ cạn xuống anh. Ý tôi hỏi là cho bao nhiêu hoa bưởi thì vừa ấy. Em vừa cho đây 5 bông hoa bưởi anh. 5 bông thôi gì? Vâng. Vâng, vâng. Hoặc mình có thể cho thêm. Tôi cho tất cả chỗ này vào thì có khi nhiều quá nhỉ. Đấy thì cái này nó sẽ đun trong khoảng 30 phút đến 40 phút. 30 phút. Yes, anh. Xong rồi anh. Wow, tuyệt vời. Cái thể sốt của nó rất là vừa. Vâng. Thì cái này mình sẽ để nghỉ trong vòng khoảng 2 tiếng. Vâng. Và ở đây thì mình có chuẩn bị một chút chuẩn bị trước rồi. Vâng. Đấy, thì cái, vâng, cái sốt nó như này. Vâng. Thì bây giờ đến bước tiếp theo là bước rán. Vâng. Rán bánh thì trên một cái chảo nóng ấy, mình phết một chút bơ, vâng, hoặc là dầu. Và sau đấy là mình sẽ đổ cho vào một cái cup, cái da có cái đổ xuống. Vâng. Mình sẽ đổ. Đây cũng là cái yêu cầu cảm quan của cái thành phần bột
trước khi mà mình đổ bánh anh ạ. Tức là nó không được đặc quá mà nó cũng không được lỏng quá. Phí Linh mất độ khoảng 10 triệu cho việc là học phí học làm bánh, cho nên nhân công đó thì đi dạy luôn. Anh em 10 triệu là còn ít đấy anh, nhiều lắm, tiền nguyên liệu mình mua là rất là nhiều luôn đấy. Tớ Phí Linh đã học qua một lớp làm bánh sơ qua rồi. Online anh, mùa dịch ấy anh. Tuyệt vời mà, con gái làm bánh thì rất là tuyệt vời đấy. Xem cà phê sáng này cũng là một cách để chúng ta học mà không cần mất một đồng. Đúng, mình sẽ lật bánh. Đấy. Ngon quá. Wow. Vâng. Mùi thơm của bơ và trứng sữa. Nhưng mà quý vị nhớ là cái hỗn hợp mà gọi là mình với Phí Linh vừa làm ấy phải để 2 tiếng nhỉ? Phải để mình 2 tiếng nhá. Chúng tôi đây là chuẩn bị sẵn rồi. Đúng rồi. Đấy thì cái bánh của mình nó sẽ nở lên và tiếp theo thì mình cứ dán, cái size to nhỏ thì tùy mọi người sáng tạo, cũng không nhất thiết vậy. Nhưng mà mình thích cái size như này. Vâng. Mà trong một suất thì khoảng 3-4 cái, 5 cái nếu mà ăn khỏe. Tức là sau đấy mình sẽ để chồng lên nhau như thế này. Đúng rồi, mà anh nghĩ mình nghĩ thì Phí Linh chắc phải 5-7 cái chắc mới đủ cho bữa sáng. Tôi còn con gái thôi thì nghe cũng có thể. Ok, tôi không phải là người hào hứng đâu. Nói thật là Phí Linh sẽ rất suy nghĩ. Hôm nọ Phí Linh rất hào hứng nên tặng cho anh Linh một cái miếng bánh rất to, ăn 2 ngày mới hết ạ. Ok, thì ở đây mình đã dán trước một số cái rồi. Thì mình cùng trang trí cái đĩa của mình thôi. À, thế anh cho biết là cái kia là 40 phút thì anh chuẩn bị sẵn rồi anh nhỉ? Em cũng đã reduce một chút cái này xuống. Tại vì thời lượng của chương trình cũng không cho phép. Rồi. Thì anh cho mượn cái. Cho mượn cái đây. Gì nào? À đây. Cho mượn cái chuẩn bị sẵn rồi. Rất là đẹp ở đây. Tôi yes, thì được ngắm từ trước rồi nhưng mà muốn giữ thì xấu cho khán giả bây giờ. Thì ở đây mình đã có bánh dán sẵn rồi. Có sốt đã được đun cạn xuống. Với cái hương hoa bưởi, MC thì Phí Linh có thể ngửi thấy cái syrup rất là nhiều hoa bưởi. Thơm lắm anh. Ôi sao nó đặc quánh nhìn mật ong này. Thì nó có mật ong mà mình lại đun cho nó khô lại á. Đường mà mật ong. Trời ơi, nó cái hương hoa bưởi. Những cái hoa bưởi màu vàng anh. Thì mình sẽ trồng lên khoảng 3 cái và mình lấy cái màu sắc là cái ok. Dầu tây hay quá. Và sau mình sẽ đặt lên. Thế còn cái đường bột này thì như thế nào ạ? Phí Linh sẽ có thể rắc giúp mình. Tôi làm hết cái bột ăn này. Đó, mình sẽ rắc một chút. Ô thôi rồi, Phí Linh có thể. Ok, tuyệt vời. Thì vẽ luôn chữ phờ, PL. Đó, thì rất là đơn giản. Món ăn của mình đã hoàn thành rồi. Wow. Đấy, của Phí Linh mà. Cảm ơn anh. Đấy, một vâng. Đặt một chút hoa bưởi lên trang trí. Tuyệt vời rồi, tôi giúp nốt. Chúng tôi sẽ xin phép thử cái món ăn này ở phần sau của chương trình. Và trong cái không khí rất là ngọt ngào của buổi sáng này thì không biết là thời tiết có chiều lòng chúng ta ngày hôm nay không? Xin mời quý vị hãy cùng đến với biên tập viên thời tiết nhé.